Và các bác là em có thời gian rỗi em sẽ khui nốt củ loa cho các bác. Khui nốt củ loa đôi loa này. Đôi loa này báo cáo các bác là hôm qua em có làm một clip cho các bác rồi em quay rồi. Em quay clip cho bác nhưng là lúc đó nó do là trời tối nên hôm nay em cố thì em sẽ quay lại cho bác đây. Em mà quay lại cho bác hôm nay là ban ngày nhưng mà mặc dù là ban ngày nhưng trời nó mưa. Đấy. Trời nó mưa, bác nhìn chưa? Phải nói là nó quá khủng luôn. Nó rất là khủng cho các bác luôn ạ. Được thiết kế với lại 2 bát 40. À, con kèn kia nó phải lên đến 45, 46, phải 50. 2 bát 40. Và cái đặc biệt là nhé, cái vỏ thùng này này. Cái vỏ thùng này nó đã về các em, có nghĩa là loa thì loa chất loa xịn cho bác rồi. Nhưng mà không lo, có nghĩa là cái vỏ thùng này nó đã xử lý theo cái phong cách này rất là đẹp cho các bác. Rất là đẹp cho bác rồi. Cái vỏ thùng này họ đã xử lý quá đẹp cho các bác luôn ạ. Cái vỏ thùng này, phong cách vỏ thùng này nó mới đỉnh. Vỏ thì vỏ xịn rồi nhưng mà cái nước CMC, cái nước CNC này họ đã lên cái màu này cho bác rất là đẹp. Vòi này nó mới đỉnh, nó mới đẳng cấp, nó mới sang. Đó nhé, nó mới sang. Em có clip, em có thời gian em sẽ khui hết cho bác luôn để củ loa. Chắc là chiều em sẽ khui xong bác em sẽ gửi hàng. À, bác nào chốt em sẽ gửi hàng cho bác. À, bác mua bây giờ cái tầm khoảng độ 23 đến 25 triệu các bác chỉ mua được một đôi loa JBL, cái loại mà loa thiết kế loa full vỏ nỉ các bạn, vỏ nỉ nhé, để hát karaoke thôi. Ở trên kênh em ngày trước các bạn biết rồi đấy, JBL một số cái mã đấy các bác chỉ được một đôi loa vỏ, có nghĩa là bằng vỏ bằng gỗ nhưng ép nỉ thôi, chứ không bao giờ được những đôi loa nó có chất liệu vỏ nó sang như này cả, sang và cao cấp. Đây là phải loại sang và cao cấp. Và hôm nay em cũng xin lỗi là có một số hai bác ba đến từ sáng chiều hôm qua, một phải ba bốn bác rồi chứ, ở Sài Gòn là các bác ạ. À, các bác ở Sài Gòn đặt em không 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 dám chuyển, không nhận bác nhé, không nhận, nói luôn cho em không nhận, thông cảm. Nó quá to mà bác nào đã xác định chấp nhận đôi này vào trong đấy thì khẳng định nó phải mất tiền triệu tiền cước trở lên nhé, triệu tiền cước trở lên, không ít tiền cước đâu ạ. Đấy. Hôm qua đẹp như thế rồi mà hôm qua vẫn có một bác nào nhắn tin mà sao để cái đằng sau lưng nó bụi này, bây giờ hất những cái bụi này nó sạch cho bác ạ. Hất những cái bụi sạch thôi này, hất những bụi sạch thôi, những cái bụi này chỉ cần việc hất thôi. Nhưng mà cái ông tướng nhà em này, nhiều lúc những cái việc cái bẩn bẩn như này này, đây hôm nay bẩn cái này, các bác bảo đây cái chỗ này này, bởi vì là những cái này này là họ đã làm đẹp cho các bác ấy, họ làm đẹp làm sạch cho các bác rồi, nó không thể tránh được những cái vết bẩn vào đây. Ông tướng nhà em, ông thợ nhà em hôm nay ông lại dùng cái xăng thơm ông lau rơi biến cái tem này này. Thật ra đây là cái không nổi tem, rơi tím tem cái này, cái số seri đó rơi mất. Đấy. À, đây là dòng loa JBL, ông chú ý hộ em nhé. Con JBR model là 3252N, trở kháng 4 ôm. Trở kháng 4 ôm. Trở kháng 4 ôm các bạn. 2N. Trở kháng 4 ôm. Đấy. Báo cáo bác là con này thì rất là khủng. Kích thước nó quá khủng luôn. Này. Con nhìn này. Đôi loa này mà các bác nào còn chê nữa này. À, các bác cứ mua loa mà vừa nghe vừa hát. Về đến nhà bác những cái đôi loa thiết kế theo kiểu loa full nhưng mà cũng 2 bát 40, loa full đấy 2 bát 40 nó chỉ tầm này đổ lại thôi, cũng kèn này full 2 bát 40 bây giờ nó cũng phải 25 25 27 triệu, làm sao được như thế này. Em nói thật đấy. Đôi này phải nói luôn là một đôi nó có thể hoàn thiện cho bác là vừa kể cả nghe lẫn bày, nghe nhạc lẫn bày và lẫn hát luôn ạ. Và chắc chắn là bác nào chốt xong thì trước khi chốt thì em cũng Tuấn sẽ khui hàng để cho các bác biết rằng đôi loa này nó giá trị như thế nào, để trong cho bác nhìn lốt lõi thích lắm. Nhưng mà thời gian này báo cáo bác là nhân viên bận quá không có thời gian trả hàng, các bác cũng méo mồm liên tục. Đây bác nhìn này, xong rồi em đóng cái e-căng này vào xong rồi em sẽ báo lại kích thước cho bác, báo lại kích thước cho bác nhé. Bác nhìn cái e-căng nó sướng không này, đấy. Một đôi loa để như thế này ở trong nhà nó quá hoành tráng luôn, phải nói là nó quá hoành tráng cho bác luôn. Ngoài hoành tráng ra thì cái giá trị nó nhất định dòng này. À, nhiều bác, à, có một số bác hôm qua em giới thiệu qua đấy, có một số bác hỏi là loa xịn hay là loa fake. Loa xịn bác nhá, đây là loa xịn bác ạ, loa xịn chứ không phải loa fake bác nhá. Hàng xịn, nhưng tôi báo cho bác là đây là hàng xịn các bác ạ, không phải hàng fake, được chưa ạ, hàng xịn nhá. Sau đây các bác đợi em chút, em sẽ lấy cái thước rồi
Em báo lại cái kích thước cho bác cho nó rõ nhé. Thước. Ok, chờ đợi. Tìm cái thước. Loa karaoke. Đây. Báo cáo là cũng khá là nhiều. Các bác cưới đi. Nói tóm lại là cái chỗ này thì cũng không đủ để cho các bác ở Tết đâu. Nhưng mà em chỉ bán 5 bữa này, 5 bữa nửa tháng là em nghỉ thôi, cho nên là bấy nhiêu thôi, em cũng không lấy nữa. Bởi vì là bây giờ mà có lấy giá nó rất là cao bác nhé. Lấy giá nó rất là cao. Mà để ra riêng thì đồ nó lại rẻ. Thế là thành ra bây giờ nhập giá cao mà xong mình nghỉ sớm đấy. Thế là ra riêng mình không thể bán được. Nên em rõ ràng luôn. Bác nhìn nhá. Chiều cao này. Chiều cao của nó là 1 m. 1 m 12. 1 m 12 chiều cao, được chưa? Chiều ngang này. Chiều ngang là 64,2 ly. Đấy. Chiều sâu này. Chiều sâu là 51,5, 51,5 cái căn. Nó quá khủng nhá, nó không còn bé nhá. Em nó không còn bé một chút nào nữa bác nhé. Ngoài ra đấy nhá. Không còn bé. À, lọc không khí đây cho bác nhé. Bác chú ý hộ em là lọc không khí toàn hàng. Đây anh bác nhìn nhá, vừa về thêm được một lô nữa nhá. Hôm trước lô kia là tất cả đợt này hàng lọc không khí của em đều bao hoạt động tốt hết. Còn các bác ăn bao nhiêu đó ăn, uống bao nhiêu uống tùy các bác. Nhưng mà những cái lọc không khí này không thể thiếu cho từng gia đình một. Bác nào cần vào thì hơi lạnh. Còn nay buổi bây giờ trưa con em đang ngủ. Thế em vào các phòng ông già ngủ. Em vào các phòng, các bác biết là nhà em phòng nào em đặt. Phòng nào em đặt mà đợt này em lại còn hỗ trợ chuyển điện cho các bác. Chuyển điện có nghĩa là lắp biến thế nhỏ trong đấy cho bác dùng 220 về cắm thẳng luôn. Ngày trước là ví dụ như những con này nhá, ví dụ các bác nhìn này, có Daikin trứng này nhá. Daikin trứng này đẹp xuất sắc như thế này. Giá mới có 1.900.000 nhá. Nhưng những con Daikin trứng này cách đây khoảng độ 1 năm hoặc năm rưỡi 2 năm về trước toàn 2 triệu 9 với trên 3 triệu. Các bác theo dõi kênh bác nắm được hết. Nên là giá của em Tuấn càng ngày càng rẻ cho các bác chứ. Nên nhá, đây bác nhìn này, Daikin này. Cái con sáp đấy, đã sáp size to này. Con sáp này size to trước toàn 2 triệu 9, 3 triệu bằng con này. Nhưng bây giờ có 1 triệu 9 thôi. Đều có lọc không khí và bù ẩm luôn. Đấy. Đấy bác nhìn này, Daikin này, Daikin trứng này. Loại này trước là 2 triệu 9 mới 3 triệu mấy, bây giờ có 1 triệu 9. Con này trước toàn 3 4 triệu. Đây này, Daikin size to. 3 4 triệu bây giờ có 2 triệu 9. Mà tất cả là em lại còn bao chuyển bao lắp thêm biến thế chuyển đổi điện sang cho bác về các bác chỉ sẵn dùng lọc không khí hút ẩm nữa, hút ẩm không thể thiếu được. Việt Nam mình đặc biệt là phía Bắc mình là hút ẩm nhiều lắm, bác không hút ẩm tủ phòng tủ cho bác mốc mốc ghê lắm. Còn khí hậu bây giờ thì bác biết rồi đấy, quá độc hại, và đặc biệt là cái thời gian này thì liên quan đến bệnh phổi rất là lớn, phổi khí hậu nó độc mà người già trẻ em bị rất là nhiều. Các bác bớt ăn đi, bớt ăn 1-2 bữa nhậu đi, mua cho các con dùng, cắm cho nó dùng. Đặc biệt là các bác ở thành phố, còn ở em ở quê em thật ra là em gọi là em có em đặt cho nó thích thôi. Chứ ở quê em thì không khí nó vẫn trong lành lắm bác ạ, bởi vì đây không khí của em đây, đây ra ngoài kia là sông Hồng rộng lắm, thênh thang, vườn mía các thứ nó nói chung là không khí nó trong lành lắm. Nhưng các bác ở thành phố cố gắng mua lấy một con này nhé. Một bữa nhậu của có những bác đi nhậu, một bữa nhậu của bác chắc cả mua đến 10 đống này của em. Em chỉ tính những cái bác bữa nhậu bình dân là một bác nhậu có khi mới mua được 1-2 con này. Đấy, được chưa? Nên các bác bớt nhậu đi, mua cho con cái, bố mẹ, ông bà một cái. Được chưa? Em chuyển đổi hết điện cho bác về chẵn cắm thôi. Em chào các bác.